Hoggy xin chào các bạn. Kissy chào sừng các bạn. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với nhà máy Poppy Playtime ở đằng kia để chúng ta cùng nhau đi tìm những bí mật về Hoggy Woggy. Thì các bạn còn nhớ đây là nhân vật nào không? Đây chính là nhân vật anh em song sinh Hoggy Kissy. Đó, các bạn thấy hai con này nó dính liền với nhau không? Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi vào trong cái nhà máy này để tìm coi là Hoggy Woggy còn những cái hình dạng đặc biệt nào nữa. Mà mình thấy cái hình dạng này cái hình dạng ghê nhất rồi các bạn ơi. Không biết là còn hình dạng nào ghê hay không nữa. Vô thôi các bạn à. À đúng rồi các bạn ơi, bữa mình mở cửa cái đã. Bữa 500 anh em có chỉ cho mình một cái con Hoggy Woggy trong đây nè, để mình vô mình tìm coi có không. Ở đằng sau cái máy nước ngọt. Ở đây à. Bữa là 500 anh em chỉ mình ở trong đâu đó bạn. Ở đây có một quả trứng nè. Lấy được không? Đây mình lấy quả trứng đó bạn. Mà hình như là không được các bạn ơi, quả trứng vàng. Ủa, mình nhớ là 500 anh em chỉ mình. Ui, Hoggy Woggy kìa. Ui, chạy đi. Ồ quên, cái này là Hoggy Woggy pha ke giống mình nè các bạn. Các bạn nhìn cái mắt của nó kìa. Đây con Hoggy Woggy này bị lé các bạn ơi. Các bạn nhìn cái mắt của nó kìa. Thôi bây giờ chúng ta tập trung vô cái gọi là cái công việc của mình đi. Đi tìm những hình dạng đặc biệt coi. Ở đằng sau cái máy bán nước ngọt. Ở đằng sau máy này có không? Gì đây? Ê, đây có trứng nè. Lấy được không? Ô, Woggy. Ủa lấy gì? Woggy quả trứng hả? Ơi từ để mình coi gọi là mình gọi là hành Hoggy Woggy quả trứng coi là như thế nào các bạn ơi. La. Trời ơi, tưởng là cái gì thì ra đây là Hoggy Woggy lúc còn đang ở trong quả trứng nè các bạn. Không, đang còn là một quả trứng nè các bạn. Nó chỉ có một mắt với cái miệng với lại hai cái chân thôi. Lúc này là nó chưa có gọi là hạ bự lên. Trời ơi, vậy là team 500 anh em gọi là join mình rồi. Kia chỉ cho mình cái con Hoggy Woggy gọi là xấu gì đâu luôn các bạn. Rồi, bây giờ là mình sẽ đi tìm tiếp thôi các bạn nha. Rồi, bây giờ là lần trước mình vô đây mình tìm chắc cũng gọi là gần chắc hết luôn rồi đó. Trong cái cafeteria này là chắc tìm hết rồi. Bây giờ á là mình sẽ đi tìm thêm. Đây. Để mình xem coi là đường nào ta. Bữa mình có vô đường này một lần rồi. Đường này vô được không? Không vô được. Vậy là, bên đây nè, cửa mở nè. 05 nha các bạn, phòng 05 nha, nhớ nha. Đi thôi. Để mình tìm coi là còn cái con Hoggy Woggy nào nữa hay không. Ở đây có một cái hình con Hoggy Woggy này nha các bạn. Đấy, rồi vô. Wow, mình đang ở đâu đây? Mình đang ở trong gọi là cái chỗ này là chỗ sản xuất nè. Lần trước mình vô rồi đúng không? Nhưng mà để xem coi là trong đây nó còn cái chỗ nào nó bí mật nữa hay không. Chứ đơn giản đâu mà gọi là hạ đi mà không thấy đúng không các bạn? Rồi để mình xem coi, đây có đường vô không? Không có đường vô. Rồi, đi xuống. Wow, đi xuống đây tìm nó mới gắt nữa bạn ơi. Đi thôi. Ê, không, luôn. Các bạn nhìn ở trên nóc trên kia có cái gì kìa? Các bạn thấy không? Mình thấy cái gì quen quen các bạn. Từ leo lên được không đã? Đây trên nóc nè. Đây đứng trên này nè các bạn thấy không? Thấy có gì trên đầu trên kia. Ôi, nhìn giống như là Monty vậy nè. Ui, từ giống như Monty vậy nè. Leo lên được không? Anh leo lên được nè. Đúng rồi, Monty. What? Hoggy Woggy kết hợp với thú máy cuồng loạn Five Nights at Freddy à. Monty nè các bạn, lấy được không? Wow, để mình lấy coi được không? Lấy nè. Wow, Montgomery Policia. Trời là cái gì? Nhưng mà cái này là con Monty. Vậy là bây giờ là nó trở thành gọi là gì trời? Monty Hoggy hả? Hay là Hoggy Monty? Ui, cái tên nào các bạn thấy được? Đây, mấy đứa. Đây nè, lấy đi. Monty, gì vậy? Dạ. À, Hoggy Woggy đeo cái mặt nạ của Monty. Nhưng mà cái cơ thể lại là Monty. Các bạn nhìn nè, nó đang cởi mặt nạ nè. Dễ thương quá các bạn. Trời ơi, kìa mở mặt nạ ra. Ê, Hoggy Woggy đeo mặt nạ vô là Monty. Đây là Hoggy Monty nha các bạn. Trời ơi, nè các bạn nhìn nè. Đó, ngầu chưa? Quá ngầu luôn các bạn. Rồi từ. Để mình xem coi mình định lấy một chiếc xe để mình chạy các bạn ơi. Để xem coi là hả Hoggy Monty chạy xe như thế nào. Ôi, trời ơi, chạy xe người ta phải dịnh vô. Cái này chạy xe thả tay luôn các bạn. Đúng là chỗ che thiệt chứ. Chạy xe thả tay luôn kìa, Monty. Hoggy Monty đúng là chỗ che quá bạn ơi. Chạy xe mà thả tay luôn mới ghê chứ. Cái này là trời ơi, lên dốc không nổi. Nó nặng quá, lên dốc không được. Ây da, trời ơi, rồi xong rồi. Cắm đầu xuống đất luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi. What? Trời ơi, chẳng còn đứng ở đây nè. Ảo thật đấy. Khoan. Lần trước mình có thấy con này đây không? Sao cái chỗ này là con Hoggy Woggy đứng mà sao con Missy đứng ở đây? Ui ảo bạn. Ui mà mình cao thiệt luôn các bạn ơi.
mình đứng ở dưới đây nè, là mình ở con Missy á, con Kissy Missy nó đứng trên một cái bục các bạn không, là đứng nó cao hơn mình mà cuối cùng mình lại cao hơn nó bạn, các bạn không, cao thiệt luôn các bạn. Thôi mình đi tiếp đây, cứ bất kỳ mà sao kỳ vậy ta, cứ cấu thiệt chứ. Rồi đi 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 mấy đứa ơi, nhanh nhanh theo anh theo anh. Vậy là bên đây là mình chắc chắn là vẫn còn nữa các bạn. À, vậy là có thú mái cuồng loạn hớt kêu quốc kỳ nữa các bạn ơi. Quá dữ. Vô. Rồi bây giờ đi vô đây, chỗ này nó hơi tối. À, tìm tiếp thôi, biết đâu được tìm ra được thêm. Ủa, cái gì vậy? Ủa, sao mình vô mà? À, cái chỗ này đi vô là phải đi ra liền, để không là nó sẽ gọi là biến mình về chỗ cũ. Trời, bây giờ là chúng ta đi tìm tiếp thôi các bạn ơi. Wow, mình đang rất là cao luôn các bạn. Trời ơi, nó cao kìa. Quá trời, quá đất. Chúng ta phải tìm trong mấy cái góc nè các bạn. Không có. Để coi coi góc nào có không. Ê, ở đây có gì vàng vàng nè. Ui, mấy đứa. Lại đây. Ui, cái gì nè. Ui, sao giống mặt trời vậy. Ê, mấy đứa nhìn giống mặt trời lắm nè. Được coi, lượm được không. Xinh nè. Ô, lại tiếp tục là thú mái cuồng loạn nữa. Mặt trời các bạn nhớ không, Sunny Rub. Wow ơi, được các bạn ơi, vậy là mình mới tìm được thêm gọi là Sunny Rub nữa rồi. Mấy đứa tập hợp tập bài thể dục buổi sáng nè. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng 1 2 3 4, thở không, tay giơ cao lên trời đó, giơ cao lên trời. Mà hiện tại đây là Husky Sunny nha các bạn, đây là Husky mặt trời nha các bạn, trong Friday Night Effect luôn. Đây cũng là gọi là thú mái cuồng loạn luôn đó. Rồi bây giờ á, là hạ chúng ta đi tiếp nào. Cái gì, em thấy Freddy ở kia kìa anh. Ở đâu Freddy, ở đâu nào, để mình đi theo coi. Kissy nó đang chỉ mình cái chỗ Freddy các bạn, nhưng mà bây giờ á, Freddy ở đâu. Ui, chắc nó xạo mình hay sao á, có ở đâu. Thôi đi, có thấy gì đâu em, chỉ mình. Ê, cái con này là cái con gọi là đồ chơi mà để gọi là chịu hồi hút kiểu ghi nè các bạn, thấy không. Dễ thương quá à, dễ thương bộ. Ủa, nhưng mà để mình xem coi. Đây là hạ gọi là Husky Wookie Sunny. Thôi bây giờ mình quay trở lại cái chỗ hồi nãy để mình xem coi còn cái gì nữa hay không các bạn ơi. Đó. Wow, nhưng mà nó tập thể dục nó uống éo ghê quá các bạn ơi. Thấy nó uống éo ghê không? Đó, giơ tay lên trời nè. Đó, giơ tay bên phải lên. Giơ tay bên trái lên. Trời ơi, tập thể dục gì mà thấy mệt quá. Né ra mọi người ơi, chân của tôi nó dài lắm. Tôi đi tôi quơ tùm lum mà. Đây. Chỗ nào ta? Chỗ này, đi này. Đó. Bây giờ mình tiếp tục đi tìm thêm những gọi là thú máy cuồng loạn Husky coi nào. Mà mình không biết là lần này mình có tìm được hay không nữa, hay là hả, mình chỉ tìm được như đây thôi. Cố lên nào. Wow, chân dài quá, để mình zoom kiểu này cho mày dễ nhìn nha. Ôi mấy đứa ơi, đi theo anh nè. Nhanh, ui cái con này nó bay được các bạn. Ui con này nó bay được nè, nó có cánh nó bay được các bạn ơi. Đi theo anh. Chỗ này mình qua rồi nè. Để mình xem coi là chỗ này còn cái gì nữa hay không. Hiện tại bây giờ là mình đang rất là cao bạn không. Mình cao dữ vậy trời. Trời ơi, nó tập thể dục các bạn ơi. Không phải con này công nhận nó tập thể dục nó uống ghê thiệt chứ. Uống éo quá. Ủa mà chỗ này bữa mình có tìm cái gì đâu. Ê Kissy, hello. Đi đâu vậy? Anh đang tìm gọi là hả, mấy con hút kiểu kia thú máy cuồng loạn nè, Final Freddy á. Mà bây giờ anh chưa tìm ra. Bây giờ là mấy đứa biết ở đâu chỉ cho anh với. Hồi nãy là có một đứa nó chỉ mình là ở ngoài cái khu rừng này có một cái con gì đó, nhưng mà bây giờ thì mình lại không biết nó nằm ở đâu. Mà có hay không, hay là nó cho mình, hồi nãy mình nghĩ là nó cho mình á. Có khi nào nằm trên cây không ta, leo cây được không? Leo lên cây coi, leo cây được nè. Đâu, để mình xem coi. Đây, mình đang leo cây các bạn ơi, có khi nào nằm trên cây không? Đây, mình đang leo lên cái cây này nè. Đây, mình đang đứng trên cây. Để xem coi có gì trên đây không. Theo như mình thấy là ở trong đây không có gì các bạn ơi. Chị ơi, cái cây này chơi chúng tìm được các bạn. Ha, cái cây này chơi chúng tìm được á. Nhưng mà thôi đi xuống. Không có rồi. Có đứa nào biết chỉ anh cái? Có nào biết không? Đâu? Thì thanh niên kia muốn chỉ đường mình các bạn ơi. Cái sau lưng nó có một cái bàn tay chỉ hướng rồi. Đâu, chỉ anh. Đường nào? Trời ơi, đi nào đây cho nè. Quay về đây là về chỗ cũ mà. Đường nào? Không. Các bạn thấy nó cho mình không? Nó đang đi chỉ mình đi đường này, xong nó quay lại, các bạn thấy cho mình không? Đường nào? Đâu, để mình xem coi tụi nó có chỉ mình không. Ui, mấy thanh niên này có cái gì trên đầu vậy? Trời ơi, có đồ ăn trên đầu các bạn ơi. Ngầu vậy? Em thấy ở cây kìa. Đâu? Cây nào? Các bạn thấy không? Chứ mình không thấy nha. Thấy đâu trời?
mà có vô được không? Quan trọng là không vô được nè. Khoan khoan, phải tìm cách nào đi vô đây được các bạn ơi. Sao nãy mình đi bên kia mình vô được mà vô đây mình đi không được ta? Wow, hơi kỳ lạ nha. Rồi để mình xem coi, hả, kêu thấy ở cái cây đúng không? Mà mình nhìn cái cây này mình thấy có gì đâu. Các bạn thấy không? Bạn nào thấy không? Chứ mình không thấy một cái gì luôn á. Rồi đi theo tụi nó bạn ơi, nó đi thẳng rồi, nó đi thẳng rồi. Rõ ràng các bạn nhìn mấy cây này nha. Đi theo em hả? Rồi đi theo, không biết là có bị chọn hay không. Rõ ràng các bạn nhìn mấy cây này là không có một cái gì nha. Không thấy cái gì luôn. Mà bây giờ nó chỉ mình là đi theo nó. Đường nào? Ở đâu? Đâu? Đâu đâu, né nó coi. Anh có thấy gì đâu. Ui, Freddy. Freddy nè các bạn. Sao, trời sao che vậy? Đi ra đi ra. Trời có đẹp trai đâu mà che sao nhìn xấu vậy? Thôi đi ra đi. Nhìn nhìn mấy đẹp trai nè. Ui Freddy nè. Gợi gì Lam Rock. Ui ghê vậy. Đây là Freddy các bạn ơi. Freddy ở trong Final Freddy nha các bạn. Đây là Hooky Freddy. Các bạn nhìn thấy nó khác với con Monty không? Cái con Monty á là cái mặt nạ của nó sẽ dở lên đúng không? Cái con này á là cái mặt nạ của nó dở lên xong nó tự quặp xuống. Còn Monty là nó dở lên xong nó lấy tay nó kéo xuống các bạn nhìn nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ nhảy từ trên cao xuống cho các bạn thấy con này nhảy xuống mắc cười đó các bạn nhìn nè. Giơ chân lên các bạn thấy không? Nè nhảy nè. Đó các bạn thấy nó nhảy không? Đó. Y như nó đang gọi là đá các bạn, y như là học võ vậy đó vậy nè. Cha vậy nè. Cha gồm. Rồi thôi. Vậy là mình đã tìm được gọi là nãy giờ hình dạng của những cái con thú mái cuồng loạn Final Fantasy. Mình cũng đã tìm được chẳng hạn như là Monty nè, rồi Sunny nè, Freddy nè, còn thiếu chẳng hạn như là Chica nè, rồi cái con Frosty nè đúng không? Thì nhưng mà mình không tìm thấy các bạn ơi. Rồi thôi và cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và nếu hay đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, mình sẽ cùng xem cảm gì cơ nếu các bạn thành chính muốn mình nha. Rồi thôi hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha các bạn ơi. Bye bye.